Vốn đầu tư công của các gói thầu đạt hơn 11.300 tỷ đồng. Thủ tướng nhắc lại năm 2022 khi vào kiểm tra công thường, ông đã phê bình tổng công ty cảng hàng không Việt Nam, nhưng lần này trong 2 năm đã ghi nhận biểu dương các bộ ngành cơ quan liên quan tỉnh Đồng Nai và đặc biệt là CV vì những kết quả đã đạt được. Thủ tướng nêu rõ đến năm 2022. Chào mọi người đến với biển Phan Thiết vào buổi chiều. Chiều tối rồi. Sóng mạnh quá. Chạy ra biển thôi mọi người ơi. Em đi tắm biển à? Sao cô em không tắm biển? Cô em kỳ cục quá à.